Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, khối không khí lạnh suy yếu và tiếp tục di chuyển lệch ra phía biển, tạo điều kiện cho đới gió đông nam giàu ẩm hoạt động tốt hơn. Vì vậy, các tỉnh đồng bằng và đông bắc bộ trời duy trì nhiều mây cùng với độ ẩm vào sáng sớm nay tiếp tục gia tăng. Vào thời điểm từ 4 đến 7 giờ sáng, độ ẩm gần như đạt ngưỡng bão hòa, khiến cho sương mù và sương mù nhẹ xảy ra khắp nơi, tầm nhìn giảm thấp. Tuy nhiên, đến trưa thì sương tan đi, vỡ mây và trời hửng nắng nhẹ trở lại. Còn đối với khu vực Tây Bắc Bộ, do nhận được lượng ẩm ít hơn nên khu vực này trời ít mây và ngày nắng đều. Xuống Trung Bộ, những ngày cuối tuần từ Thanh Hóa đến Nghệ An sẽ tiếp tục duy trì trời thời tiết nhiều mây, không mưa. Trong khi đó thì từ Hà Tĩnh trở vào cho tới Khánh Hòa, tiếp tục với những cơn mưa nhỏ xảy đến bất chợt. Riêng tại khu vực Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, một vài nơi có mưa khá. Ngày hôm nay mưa bắt đầu giảm dần, trong ngày trời dần hửng nắng nhẹ tại các địa phương này. Còn tại khu vực Tây Nguyên, ngày hôm nay vẫn duy trì nắng gián đoạn và ít mưa. Trong khi đó thì tại Nam Bộ, so với ngày hôm qua, ngày hôm nay những nhiễu động trên biển giúp cho nắng giảm nhẹ cường độ, tiết trời cũng dễ chịu hơn với nhiệt độ giảm nhẹ khoảng 1 độ, phổ biến trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Chiều tối nay những cơn mưa có phần gia tăng hơn 24 giờ qua, tuy vậy chủ yếu mưa nhỏ, một vài điểm ghi nhận mưa vừa. Quý vị vừa cùng chúng tôi điểm qua những xu thế thời tiết đáng chú ý. Và sau đây là dự báo thời tiết cụ thể cho từng khu vực trong 24 giờ tới. Vùng phía Tây Bắc Bắc Bộ, khi mà gió Đông Nam không đủ mạnh để đẩy ẩm sâu vào phía Tây, ngoại trừ Lào Cai và Hòa Bình thì các khu vực khác tiếp tục duy trì trời ít mây. Cho nên ban ngày, nhiệt độ nơi đây vẫn còn duy trì ở mức khá cao, trời ít mưa và ngày nắng, tiếp tục thuận lợi cho các hoạt động du lịch. Tuy nhiên, từ ngày 27 tháng 12, tiết trời sẽ chuyển rét dần. Du khách tới đây cần chú ý mang theo đồ ấm dày hơn để có thể đảm bảo đủ ấm, nhất là khi tham gia các hoạt động du lịch ngoài trời. Khu vực Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ, khối không khí lạnh mạnh vẫn đang tiếp tục tăng cường về phía nước ta. Tuy nhiên, phải đến cuối ngày 26 tháng 12, không khí lạnh mới ảnh hưởng tới thời tiết của các tỉnh Bắc Bộ. Còn trong 24 giờ tới thì thời tiết ít thay đổi. Cụ thể tại khu vực Bắc Cạn, Vĩnh Phúc, Hải Phòng hay là tại Ninh Bình thì đều duy trì trời nhiều mây và sương mù về đêm và sáng sớm. Khoảng thời gian hửng nắng từ 8 đến 9 giờ sáng cho đến 15 giờ chiều. Tuy nhiên, từ đêm mai 26 tháng 12, Bắc Cạn sẽ là một trong những địa phương đầu tiên chịu tác động của khối không khí lạnh, cho nên trời sẽ dần chuyển rét. Khu vực Trung Bộ, Bắc Đèo Hải Vân, trời tiếp tục duy trì tình trạng nhiều mây về đêm và sáng sớm. Trong ngày trời sẽ giảm mây và hửng nắng nhẹ. Những cơn mưa trong ngày mai sẽ vẫn còn xảy ra tại Quảng Trị và tại Thừa Thiên Huế, song chỉ xuất hiện trên diện hẹp. Trong khi đó, tại Nghệ An khá đẹp, trời không mưa và có nắng nhẹ, thuận lợi cho lễ hội Hoa Hướng Dương nơi đâu. Đây là lần đầu tiên lễ hội Hoa Hướng Dương tại Nghệ An được tổ chức và sẽ kéo dài từ nay cho đến hết ngày 17 tháng 1 năm 2017. Vì thế, du khách đừng bỏ lỡ lễ hội đầy thú vị này. Khu vực Trung Bộ phía Nam đèo Hải Vân, trong đêm nay và cả ngày mai, những cơn mưa vẫn tiếp tục thu hẹp thêm tại khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho tới Bình Định, trong đó có thành phố Tam Kỳ và Quy Nhơn. Trưa chiều trời có hửng nắng nhẹ, thuận lợi hơn cho các hoạt động du lịch cuối năm. Riêng các tỉnh từ Khánh Hòa trở vào cho tới Bình Thuận, trong đó có Phan Rang và Phan Thiết thì thời tiết sẽ có nắng, phổ biến ít mưa. Khu vực Tây Nguyên 24 giờ tới vẫn duy trì thời tiết lý tưởng với nắng nhẹ vào ban ngày, trong khi về đêm trời sẽ mang cảm giác se se lạnh dễ chịu. Thời tiết tốt sẽ còn duy trì trong những ngày tới, cho nên tại Ba Con Tum cũng như là tại Buôn Ma Thuột hay là Đà Lạt sẽ là điểm đến mà du khách không nên bỏ qua trong những ngày cuối tháng 12 này. Nhiệt độ lý tưởng ngày đêm sẽ giúp cho quý vị cảm thấy thoải mái khi mà khám phá thiên nhiên ngoài trời với mức nhiệt dao động trong khoảng từ 19 cho tới 29 độ. Riêng tại Đà Lạt, nhiệt độ dao động trong ngưỡng từ 15 tới 24 độ. Khu vực Nam Bộ, trong ngày trời có nắng đều và nhiệt độ duy trì ở ngưỡng khá cao, cho nên khi tham gia các hoạt động du lịch ngoài trời, du khách hãy chú ý bổ sung đủ nước để có thể đảm bảo có một sức khỏe tốt trong suốt hành trình khám phá của mình, nhất là ở thời điểm trưa từ 11 cho tới 15 giờ chiều. Chiều tối, khu vực vẫn còn xuất hiện mưa nhỏ ở một vài nơi. Dù nắng nhiều, song tại thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Cà Mau và Long Xuyên vẫn sẽ là lựa chọn thích hợp cho du khách khi mà thời tiết tốt sẽ duy trì từ nay cho đến cuối tháng 12. Nhiệt độ cao nhất ban ngày dao động trong khoảng từ 32 cho tới 33 độ, thấp nhất từ 24 đến 25 độ. Và phần cuối bản tin thời tiết như thường lệ sẽ là thông tin tại các điểm du lịch biển đảo. Tại Cát Bà, Lý Sơn, Phú Quốc hay là tại Phú Quý đều có thời tiết đẹp vào ngày đầu tuần. Sóng gió vẫn còn duy trì ở mức trung bình, lý tưởng cho hành trình khám phá biển đảo. Tuy nhiên, từ gần sáng ngày 27 tháng 12, ở Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông và sau đó là vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, gây biển động mạnh.
Cảm ơn quý vị đã xem bản tin thời tiết du lịch ngày hôm nay của VTC14. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.